Vâng, xin chào tất cả anh chị. Một siêu phẩm quá đẹp, ngon, bỏ rẻ, tiền ít thịt nhiều. Một chiếc BMW, một dòng xe cực kỳ là thể thao, quá đẹp, chỉ có 380 triệu đồng. Các anh chị đã sở hữu được một mẫu xe siêu đẹp và một siêu phẩm duy nhất có ngày hôm nay thôi nhé. Đấy, tuyệt vời luôn. Các bác nhìn phần đèn ạ, nhìn phần đầu thôi. BMW thì các anh chị biết rồi, nó là một dòng xe có những cái thiên hướng thể thao, nhưng đặc biệt để mà so với cái dòng xe Đức thì BMW là một dòng xe mà giới trẻ dùng nhiều hơn, và đặc biệt cái độ cách âm chống ồn và độ đầm chắc đấy, xây dựng cỏ cái khung xe thì phải nói là BMW là một dòng xe chạy rất đầm, cách âm chống ồn tốt, chắc xe đấy. Ngoài những cái giá trị của xe Đức thì phải nói là BMW là một dòng xe mà khi cầm lái cảm giác rất thích, đặc biệt là dàn âm thanh của xe Đức thì tất cả các mẫu xe Đức thì âm thanh nó rất là hay các chị nhé. Đó, có 380 triệu thôi các bác ạ. Vâng, xe Đức, một chiếc BMW quá đẹp 320i. Một dòng xe chỉ trang bị với khối động cơ là 2.0. Đấy, cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Để chúng ta được cầm lái và trải nghiệm những cái mẫu xe này lúc mới thì các bác phải bỏ ra đến 2 tỷ, sắp xỉ 2 tỷ đồng. Nhưng ngày hôm nay nó chỉ có 380 triệu đồng. Siêu đẹp, siêu mới. Vâng, siêu đẹp, siêu mới các bác nhé. Đó, vậy thì chúng ta sẽ đi ngay ở cái phần gì ạ? Có nghĩa là chúng ta bắt đầu đi luôn vào phần nội thất của chiếc xe các bác nhé. Đó, còn phần đèn thì miễn bàn rồi. Đấy, la răng thì đa chấu rồi, 4 phanh đĩa ABS thì đương nhiên rồi. Đấy, nhìn cái phần đèn nó cũng quá yêu luôn rồi. Wow, bi tinh cầu thủy tinh và giải đèn LED định vị con này quá đẹp luôn. Đó, vâng, thực sự một chiếc xe màu trắng nhưng nội thất là màu kem thì nó càng rực rỡ và càng sang trọng hơn rất là nhiều. Các bác có thể chất lượng chiếc xe thì nhìn từ bản tam lô tam ni đây. Wow, tuyệt vời đúng không ạ? Toàn bộ sàn là 5D và hai ghế đều được chỉnh điện. Đây là ghế bên phụ cũng được chỉnh điện này các anh chị này, bên phụ cũng được chỉnh điện này, và đây ghế của nó. Đấy, những cái dòng xe châu Âu thì các bác biết rồi, ngoài cái tính năng an toàn, cái sự vận hành thì chúng ta càng đi thì càng khám phá ra những cái điểm hay của chiếc xe. Đấy, càng đi thì mỗi ngày lại khám phá ra những cái điểm hay của chiếc xe. Và căn này thì có màn hình cam lùi và màn hình giải trí 15.2 inch. Đấy, rất đầy đủ cái tính năng, dẫn đường vệ tinh, xem YouTube, rồi nói chung là không thiếu một cái gì các bác nhé. Đó, rất tuyệt vời luôn. Và đương nhiên nó được trang bị là số tự động rồi. Đó, số tự động các bác này. Đấy, đây là bản trung tâm để điều khiển rất nhiều cái chức năng, và chúng ta dành cái thời gian nhiều để khám phá nó. Và đương nhiên là điều hòa thì cũng hai vùng độc lập. Đấy, hai vùng độc lập và ở đây thì có ổ 6 đĩa. Đấy, nhưng trên này thì có một cái màn hình giải trí thì tuyệt vời rồi. Và các bác có thể xem độ sang xịn của nó. Đó, còn cái này thì nó quá tuyệt vời rồi các bác ạ. Đó, tuyệt vời luôn. Nhìn cái nội thất cũng yêu luôn, đúng không ạ? Và đây chúng ta bước về phía sau thì các bác nhìn hộ em cái bản tam lô của tam đi phía sau cũng là cái màu kem bơ rất đẹp nhé. Tất cả những chi tiết đây thì nó là nhôm này, cao cấp này, và đây là da. Và từ cái chốt khóa cửa thì các bác nhìn gần mới thấy là nó siêu đẹp. Và dàn âm thanh của xe Đức thì phải nói nó ổn, và không có gì để nói, đúng không ạ? Từ cái tựa đầu, từ cái tư thế ghế và từ cái độ rộng rãi của chiếc xe thì cũng quá ok. Nó có bệ tì tay để cốc. Và đây, đấy, các bác có thể nhìn nhé. Đó, 380 triệu thay vì 2 tỷ đồng. Đấy, cái ghế này, cái độ tựa sườn của nó rất lớn. Đấy, để làm gì ạ? Khi vào cua thì nó đỡ sườn cho chúng ta. Quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Và chúng ta chuyển sang bên lái xem thực sự nó như thế nào. Và khi chúng ta đứng ở phương diện từ bên lái thì đương nhiên ở cái vị trí người lái thì bao giờ cũng được trang bị rất nhiều gương kính chỉnh điện, và kính thì auto thì đương nhiên rồi. Và bên lái thì cũng được chỉnh điện thì nó là đương nhiên rồi, vì bên phụ được chỉnh thì bên lái cũng vừa được chỉnh từ cái tem kim mác. Đảm bảo với các bác nhé, nguyên zin nguyên bản quá đẹp luôn. Wow, rất tuyệt vời luôn. Đây ạ. Đó, đèn thì đương nhiên là auto rồi các bác này. Đây, vô lăng được ốp gỗ cực kỳ sang xịn và mịn. Đấy, chất và nhiều cái phím bấm tích hợp trên vô lăng, cái này thì không có gì phải bàn. Đài lỗ thông minh thì đương nhiên rồi. Nhìn cái màn hình yêu chưa ạ? Quá yêu các bác ạ.
Đó, dàn âm thanh thì quá hay nhưng tôi không được phép mở nhạc, vi phạm bản quyền. Đấy, mặt đồng hồ độ phân giải cao, rõ nét và bố trí rất là ngăn nắp. Đấy, để phù hợp. Chiếc xe thì phải nói là quá tuyệt vời rồi. Đây. Và chúng ta nhìn từ dấu hiệu từ bên phụ đây để thấy rằng chiếc xe nó rất là sang. 380 triệu bây giờ chưa mua nổi một chiếc Morning. Nhưng chúng ta đã sở hữu ngay là một chiếc xe đẹp như này đến từ nước Đức lên tới 2 tỷ đồng lúc mới. Đó. Vâng, và về phần phía sau thì các bác có thể thấy là đèn hậu cũng được trang bị toàn bộ là những dải đèn LED. Cái này mà cộng hưởng với dải đèn phanh lên nữa thì nó khá là đẹp. Đây là bản 320i thì có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Đây ạ. Đây ạ. Đó. Và đương nhiên màn hình cam đùi thì đương nhiên rồi, đúng không ạ? Rất ok, đúng không ạ? Và nhiều bác thì còn rất là băn khoăn cái cốp sau nó có rộng hay không. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy những cái chất nỉ cỏ xe Đức và xe sang thì nó như thế này. Nó cực kỳ sang xịn luôn các bác ạ. Đó. Cốp thì quá rộng rồi, không phải bàn. Và dưới này hộp đồ này. Wow, quá rộng luôn. Đấy, tất cả nhiều cái hộp đồ đây. Các bác nhìn này, từ những cái lỉ của nó này. Đó, quá tuyệt luôn đúng không ạ? Rất rộng. Vâng. Nhưng đặc biệt là vật liệu của nó thì xịn, quá xịn sò luôn. Đó, quá xịn sò luôn đúng không ạ? Và bây giờ thì đóng lại. Và các bác có thể ngắm lại một lần nữa đi. Cảm biến cảnh báo va chạm đằng sau là full LED và chúng ta đi luôn một khoang động cơ. Và cái dấu hiệu đầu tiên thì các bác có thể thấy là cái lắp capo rất là to và dài. Đấy, và cái khoang máy của nó thì các bác nhìn mới ngất người luôn này. 2010 các bác nhé, mà nó mới như thế này. Đó, các bác nhìn giúp em này. 2010 mà nó mới như này. BMW. Phải nói là quá tuyệt vời những chiếc xe tuyển chọn chất lượng mà các bác nhìn từ dòng sâu kìa. Chất liệu của nó và chất lượng của nó. Đấy. Nó quá tuyệt vời luôn ạ. À. Đây ạ. À, các bác có thể nhìn đây nhé. Tất cả vị trí nó quay đầu vào ta. Một lát nữa các bác đi phần gầm thì thấy giá trị của chiếc xe được. Và từ cái ụ giảm sóc từ mạ. Đấy. Chất liệu này và chất lượng của chiếc xe các bác nhìn ở đâu nó cũng xuất sắc luôn. Đấy, mọi góc độ, mọi vị trí cho chiếc xe. Nó một cách hoàn hảo luôn các anh chị nhé. Đầu răng này. Đấy, tuyệt vời luôn. Cái này là sản xuất năm 2010. Đó, 2010 và nó đẹp như thế này. Giá tiền có 380 triệu thì xứng đáng của. Và BMW thì phải nói là nó rất là thuyết phục người dùng khi ở ngoài cái đèn bi tinh cầu thủy tinh siêu sáng và liếc theo góc lái, nó là thích ứng góc lái thì phải nói là những dải đèn LED người ta thiết kế rất là đặc trưng, quá đẹp. Và cái lắp capo thì nó có thiên hướng là tạo nhiều cái đường cân dập dội, nó nhìn nó cơ bắp hơn. Đó, nó cơ bắp hơn, các bác nhìn nó siêu đẹp rồi, quá đẹp đúng không ạ? Vâng, cái chức năng của chiếc màn hình cực kỳ lớn 12,5 inch quá đẹp. Nó có rất nhiều cái tính năng để giải trí. Thì ngoài cái tính năng giải trí thì nó được tích hợp với cam lùi siêu LED hai lớp full HD các bác nhé. Quá tuyệt vời luôn ạ. Đó, rất tuyệt luôn. Đấy, và rất là nhiều cái chức năng để các anh chị có thể tinh chỉnh và điều khiển con này. Thì chúng ta vào menu này, chúng ta có thể vào đây. Đấy, nó vô cùng nhiều cái tính năng để các bác có thể trải nghiệm với những chương trình giải trí trên xe. Đó, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, quá giá trị đúng không ạ? Vâng, vậy thì đây là một chiếc BMW 325 320i được sản xuất năm 2010. Tình trạng xe thì đẹp xuất sắc và xe đam mê lúc nào cũng có văn bản cam kết cho anh chị nhé. Lên con này nó trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Và các bác nào quan tâm với giá 380 triệu một chiếc BMW 320i được sản xuất năm 2010 đến từ thương hiệu nước Đức thì các bác nhớ là đến đối diện khách sạn Trường Thành đường An Định thành phố Hải Dương hoặc nhấc máy gọi ngay số hotline 0935 323333. Đấy. Vậy thì bây giờ các bác nào có thể quan tâm, chúng ta tiếp tục đi xuống phần gầm để thấy rằng giá trị sản phẩm tại xe và đam mê nó đẹp và chất lượng ra sao thì xin mời tất cả anh chị và cảm ơn tất cả anh chị luôn luôn theo dõi đồng hành ủng hộ. Nhớ thả tim, thả like và đăng ký kênh để nhận được tất cả những sản phẩm mới nhất đấy, tại xe và đam mê các bác nhé. Vậy thì xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng nhau đi xuống phần gầm của chiếc xe để kiểm chứng một lần nữa xem xe thực sự nó có đáng để dùng hay không. Xin mời các anh chị.
chị. Vâng, cảm ơn các bác. Và cứ nói lên gầm xe Đức thì lại sáng choang các bác ạ. À, các bác có thể thấy rằng là tôi làm tất cả xe đều quay gầm, nhưng riêng đến phần gầm của những loại xe Đức thì chúng ta thấy rằng nó cứ sáng như mới thôi. À, cái đơn giản là nó hoàn toàn được xây dựng trên những cái vật liệu không han không dỉ, chẳng hạn như là hợp kim nhôm hoặc là một số cái vật liệu là vô cùng là quý giá và đắt đỏ để tạo lên cái thương hiệu. Thì các bác có thể thấy từ cái vết hàn của nó này, cái này thì hoàn toàn từ cái thanh răng này, hợp kim nhôm, từ tem cái mác còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, các bác có thể thấy nó xa xỉ đến mức là từ cái chân đỡ két nước nó cũng là những cái hợp kim không bao giờ han dỉ. Đó. Và đặc biệt những cái phần hệ thống treo và răng thì đây, các bác có thể thấy nó cũng như vậy thôi. Đấy. Tại sao mà nó bền? Đấy. Mãi mãi thời gian đây, từ những thanh răng. Các bác nhìn những vết hàn của nó nhé. Đây, những cái tem với mác này còn. Đấy, nguyên zin nguyên bản mà nó chất. Những xe chúng tôi thì tuyển chọn chất lượng rồi. Và cái này thì tôi hoàn toàn tháo những cái tấm phủ bảo vệ gầm ra để quay cho các bác. Đấy, những cái mã của nó này. Đấy, các bác có thể thấy giá trị này, từ giảm sóc tem mác trên kia. Đấy, rất là ok. Và những đầu dắt xi đây thì để cam kết các bác là xe không có đâm va gì nhé. Đó. Thì chúng ta có thể tháo ra thì mới nhìn được như thế này. Và các bác nhìn cái đầu dắt xi bên này cũng vậy này. Đó, nó mõm bám nó bẩn tí thôi, nhưng nguyên zin nguyên bản nhé. Thì các bác mới hiểu thấy được cái giá trị khác biệt của những chiếc xe Đức. Đấy, nó giá trị nó rất lớn, nhiều bác rất là băn khoăn về nhiều vấn đề thì tôi có thể làm như thế này thì các bác mới hiểu rõ được cái giá trị của nó. Tất cả là vật liệu là thép không dỉ, và đây thì toàn bộ là thép cường lực rồi. À, không dỉ nhưng tăng độ cứng, vì đây là những cái hộp sàn hoặc những cái phần để tăng độ cứng giữ cho chiếc xe liền khối. Đấy, thì các bác nhìn này. Đó, nó rất tuyệt vời luôn. Đấy. Nó quá tuyệt vời luôn. Và chỉ có trên xe Đức. Đấy, các bác có thể nhìn nhé. Đó. Và nó vô cùng tuyệt vời. Và những cái bô của nó thì qua bao lầm nó cứ sáng như này này các bác này. Đó, khác biệt đó. Rất là nhiều. Và những cái đầu chassis thì tôi cũng quay cho các bác để các bác thấy rằng nó nguyên zin nguyên bản, không có va chạm. Đấy. Đây nhá, trong này thì dù nó rất là kín nhưng tôi vẫn quay. Quay thật sâu cho các bác này. Đấy, để thấy từ cái rằng sau này. Đấy. Nó là nguyên bản. Đấy, các bác có thể thấy nó vô cùng tuyệt vời luôn. Thì các bác hiểu rõ là cái giá trị. Và trang bị cầu sau thì nó là cầu đẩy nhá. Thì bao giờ nó cũng khỏe và nó ổn định hơn, đúng không ạ? Và cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi kênh Xe và Đam Mê.